Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Quang Minh Auto Tedo. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một chiếc xe điện đến từ hãng Hyundai. Thì xe điện tại thị trường Việt Nam mới đây đã tràn vào thị trường Việt Nam. Thì trước tiên là mẫu VinFast, sau đó là mẫu Kia. Đó. Thì hôm nay thì sẽ ra mắt mẫu Hyundai IONIQ 5. Đó. Thì hôm dài thì nhà Hyundai đã giới thiệu từ Bắc vào Nam, thì hiện tại thì con này đang nằm ở Hyundai Kiên Giang. Thì mình sẽ giới thiệu chi tiết trên chiếc xe này có những gì và mình biết những gì thì mình sẽ chia sẻ về cho mọi người xem. Mời mọi người xem clip của mình. Thì trên tay mình có một cái chìa khóa của xe IONIQ 5. Thì trên này thì sẽ có 5 nút nè, khóa lóc cửa và mở cốp và mở sạc và đề đổ từ xa. Và sẽ có một cái chìa dự phòng trong này khi trường hợp khi cái chìa này hết pin. Đó. Thì muốn mở cửa xe này thì mình sẽ đến gần. Và ở đây sẽ có một cái cảm ứng giống như cảm ứng của điện thoại. Đó. Tay khóa thì nằm ẩn bên trong ha. Tay mở cửa đó, mình chạm ở đây là mình mở cửa rồi. Mình sẽ giới thiệu mặt ga lăng trước cho mọi người xem ha. Xe này sẽ không có, vì là xe điện nên là không có cái cụm lưới tản nhiệt đó. Mặt trước xe rất là vuông vức, thiết kế ngôn ngữ thành thục ha. Đó. Về đèn thì đèn định vị ban ngày thì sẽ là đèn dạng pixel ha, các khối hình học xếp chồng lên nhau đó, rất là hiện đại. Và phía giữa thì sẽ có một cụm đèn pha đó. Khi mà xi nhan thì cái đèn led định vị ban ngày này sẽ chuyển sang thành đèn xi nhan màu vàng ha. Đó. Phía đây thì sẽ có các đường sọc nha, khi mà mình mở đèn thì nó sẽ dạ ra rất là đẹp đó. Nắp capo thì thiết kế dạng gân nổi ha đó, khí hồng học đó. Và logo Hyundai được nằm đặt trên đây. Phía trên đây thì sẽ có một cái camera trước phía trước ha đó. Đèn led chạy dài sang hai bên. Và phía dưới này thì sẽ có một cái cánh này, khi mà đề xe mà xe cần sử dụng làm mát, để làm mát cái két giàn lạnh đó và két tản nhiệt, thì cánh này sẽ tự động mở ra để tiết kiệm pin cho xe ha, khi mà chạy gió sẽ lùa vào đó. Và các bố có 4 cảm biến ha. Và ở đây sẽ có các gân nổi nè. Về mâm xe thì xe này sử dụng là mâm 20 inch ha, mâm rất là lớn. Nó xài vỏ là vỏ của Michelin. Đó. Mâm thì được thiết kế rất là đẹp ha. Mâm này là mâm đúc và xi các viền trắng nè và sơn đen. Logo Hyundai nằm phía giữa. Phanh thì sử dụng là phanh đĩa và hệ thống treo Michelin. Đó. Ốp về thì được thiết kế rất là đẹp, giống như cái máy chụp ảnh, màn chụp của máy chụp ảnh ha. Đó, gân nổi nè. Về gương chiếu hậu thì sẽ tích hợp các dãy led cũng là dạng ô vuông pixel ha. Và thân xe thì giặt các gân nổi thành chữ Z hình học, rất là hiện đại và đẹp đẽ. Về phim cách nhiệt thì xe này mình thấy là có dán phim phía sau màu đen và phía trước thì là dạng trong ha. Màu sơn thì màu sơn cửa trên nè, màu đen trùng với màu kính. Thì màu sơn này không phải là sơn bóng như các dạng xe bình thường, nó là dạng nhám ha. Này là màu xám kim loại nè, nó có hai màu, về Việt Nam có hai màu, màu xanh và màu xám kim loại. Tay nắm cửa cũng thiết kế rất là lạ mắt ha. Thì đọc vào mắt thì mình sẽ có chữ IONIQ 5 ở chỗ bệ bước chân. Ghế thì là ghế da cao cấp
và ghế chỉnh điện, hai vị trí nhớ ghế ha. Đó, để mình bấm cho mọi người xem. Đó, đây là mình đã cài đặt sẵn là cái tư thế là nằm nghỉ ha. Đó, rất là thoải mái. Đó, để mình thử cho mọi người xem. Rồi, mời camera vào xe luôn. Rồi, thì xe điện thì sẽ khởi động bằng nút bấm ha. Đây, EV Startup, nút bấm nằm trên đây. Đạp phanh và đề máy. Xe điện thì tất nhiên là sẽ không có tiếng nổ của động cơ. Thay vào đó thì nó sẽ có tiếng âm thanh của nhà sản xuất. Đó, để mình tắt quạt. Rồi, đập vào mắt của mình thì trước mặt tài xế và xe màn hình thì nó sẽ có hai cái màn hình 12.3 inch, đó, màn hình digital hiển thị thông tin lái xe và hiển thị thông tin giải trí ha. Đó. Thì trên vô lăng khi mà đời nổ máy lên thì sẽ hiển thị các thông tin chức năng ha, như là giữ làn và giữ khoảng cách xe phía trước, Google Control. Đó. Và bên đây thì sẽ điều khiển kết nối nghe gọi và điều chỉnh âm thanh ha. Bên đây thì sẽ chế độ lái. Thì bên xe thì sẽ có thiết kế đèn nó xung quanh xe rất là đẹp, và đèn sẽ đổi màu theo chế độ lái ha. Đó. Hiện tại thì chế độ mình chuyển sang chế độ box thì đèn sẽ là màu đỏ, eco thì sẽ là màu xanh lá, và normal thì sẽ là chế độ màu xanh dương ha. Xe này trang bị trên xe là 8 lo bầu và 6 túi khí ha. Đó. Vô lăng thì vô lăng là vô lăng hai chấu, và trên vô lăng thì thiết kế 4 chấm. Cái này là ngôn ngữ của logo Hyundai ha, ngôn ngữ thiết kế theo tương lai. Đó. Túi khí nằm ở bên dưới này và có lẫy chuyển số nè. Đó, lẫy chuyển số. Thì xe điện mình không biết, mình chưa nghiên cứu sâu thì không biết là có cấp số không, nhưng mà mình thấy trên đây sẽ có lẫy chuyển số nè. Đó. Và cần số sẽ nằm trên đây. Đó. Thì cái này mình không có gặt giống như các hãng xe khác như mẹt ha. Cái này là mình sử dụng núm xay. Đó. Núm xay. Và B thì sẽ nằm ở đây. Đó. Rồi, toàn bộ trên xe thì đều sử dụng là cảm ứng ha. Có các nút trên đây thì sử dụng là cơ thôi. Đó, như camera 360 nè. Đó. Đây là các nút điều khiển cơ bản bình thường thôi. Và trên đây thì mình cũng có thể cảm ứng được luôn. Có thể điều khiển sưởi làm mát ghế nè. Đó, hai ghế ha. Và điều khiển máy lạnh trên đây cũng được luôn. Điều khiển máy lạnh hai vùng độc lập luôn nha. Và mình có thể chỉnh lo chỉ hát phía trước thôi. Phía sau thì mình tắt luôn để cho hành khách phía sau nghỉ ngơi ha. Thì màn hình này là màn hình chống chói luôn. Khi mà đi vào trời nắng thì nó sẽ không bị chói nắng ha. Về phía bên đây thì cửa tài xế, tay nắm cửa nè. Tay nắm cửa thiết kế cũng là dạng khác luôn ha. Mình muốn đóng cửa thì mình nắm ở đây. Muốn mở cửa thì mình ở đây. Đó. Tắp bi đồ là làm da cao cấp, da màu kem ha. Và trên đây thì sẽ có khóa kính, khóa cửa trẻ em luôn nè. Đó, điều khiển lock cửa, mở cửa và các tính năng bình thường thôi, gặp gương rồi nè. Ghế này thì ghế nhớ hai vị trí ha. Thì hiện tại mình đang ngồi. Đó, mình muốn nằm thì mình chỉnh cài đặt setup cho ghế nó nhớ là vị trí nằm của mình ha. Mình chỉ cần ấn nút ghế nó sẽ tự động. Đó. Khi mà mình lái xe đường dài mình mệt mỏi thì mình có thể tấp vào một nơi đó, mình ngã ghế ra mình nghỉ ha, và vừa nghỉ và có thể sạc pin. Ở phía trước thì sẽ có một cổng sạc USB, và này mình có thể đút USB vào ha, mình cũng có thể sạc luôn, và cổng sạc 12V 180W.
Trên đây thì sẽ có hai chỗ cốc để nước và hai cổng sạc USB và sạc không dây điện thoại ha, nằm đây đó. Thì cái này mình có thể di chuyển tới lui được luôn đó, rất là gọn ha. Và ở đây mình có một cái cốp nhỏ, mình có thể đi giấy tờ điện thoại tiền bạc vào đây. Ở trên thì là trần nỉ ha, và có cửa sổ trời panorama toàn cảnh ha. Đây mình đèn thì tất cả đèn trên xe này vì xe điện nên là mình sử dụng là đèn led, và đèn pha cũng vậy luôn, là led nó sẽ tiết kiệm điện năng đến 70% ha. Mình sẽ mở đèn cho mọi người xem đó, đèn led và mở cửa sổ trời. Ở mặt trên thì là sẽ toàn bộ là gương để cho chiếc xe nó nhẹ hơn và tiết kiệm điện năng hơn đó. Ghế tựa đầu cũng thiết kế rất là lạ mắt ha. Rồi mình sẽ ra hàng ghế phía sau, mình giới thiệu hàng ghế phía sau ha. Hàng ghế phía sau rất là rộng rãi ha. Đó. Đèn được tích hợp trên tay nắm cửa luôn. Đèn đọc sách ha. Và cửa gió sẽ đặt bên trụ B, không có đặt chính giữa như các hãng xe khác ha. Đặt trụ B. Đó, mình có thể điều chỉnh hướng gió làm mát trực tiếp với người ngồi ở đây. Phần ghế phía sau thì sẽ có bệ tỳ tai và chỗ cốc để nước nè. Và mình có thể ngã được luôn nha, mình ngã ra phía sau đó. Ngã một góc cũng vừa đủ để mình ngồi. Thì phía trước thì mình cũng dư khoảng không gian khoảng nửa mét, rất là rộng rãi đó. Và ghế này mình có thể di chuyển tới lui được luôn đó. Thì khi mà mình di chuyển tới thì cho cái cốp phía sau nó rất là rộng đó, để mình ra phía sau. Cốp này là sử dụng là cốp điện ha. Sẵn này mình sẽ giới thiệu về đèn hậu luôn. Đó, đèn hậu thì thiết kế dạng pixel, đó, các ô vuông, giống như cái trò chơi xếp hình hồi xưa mình hay chơi đó. Và chữ IOS5 trên đây, sơn màu trắng ha. Đó, còn đèn da thì sẽ nằm ở đây nè. Mình quay gõ sẽ thấy bốn bóng nằm đây, rất là nhỏ. Logo Hyundai. Và phía sau sẽ không có cần gạt nước ha. Và đèn phanh nằm trên đây cũng có luôn, kết hợp đèn phanh ở đây. Ở đây sẽ có một cái hốc gió khí động học để cho xe chạy bám đường tốt hơn ha. Đây. Đó, mình sẽ mở cốp cho mọi người xem. Cốp điện. Đó, rất là rộng rãi ha. Khi mà đẩy hàng ghế về phía trước thì sẽ gia tăng thêm một cái khoảng cách để mình để đồ, có thể để bộ đồ đánh golf hay là để vật dụng gì lớn đó. Thì phía dưới đây mình sẽ có mở được luôn ha. Đó. Đây sẽ có một cổng sạc 12V nữa nè. Đó. Và đèn đèn gấp sau ha. Phía dưới đây thì không, xe này sẽ không có lốp dự phòng ha. Dưới đây thì sẽ có cái bộ hệ thống loa của chiếc xe này, điều khiển loa. Đó. Ở đây sẽ có một cái cọ chích công suất điện năng xe đó. Thì đây là cái cổng sạc điện năng, và bên đây nó sẽ thể hiện cái dung lượng pin nằm ở trên đây luôn ha. Đó. Đây là pin cao nhất, đây là thấp nhất, và ở đây sẽ có một cổng nè, và cổng sạc ở đây sẽ có một cái cổng nữa đó. Thì xe này pin là được 72 kW đó. Thì mình có thể chích cái điện năng này ra đó, mình muốn muốn sử dụng đó, mình ghim qua đây đó. Và ở đây sẽ có cái cổng biến.
để mình sử dụng điện 220 ha, mình có thể nấu nướng mà mình sử dụng đèn đèn điện trong gia đình đó. Khi mà mình đi chơi xa mình muốn nấu một nồi lẩu thì mình có thể ghi vào đây, hay là một bình nước sôi ha. Đó. Mình chỉ ấn vào thôi, ấn mạnh vào nó mới ra, còn mình đẩy xuống đó. Thì xe này mang khối động cơ điện là 217 mã lực và công moment xoắn tối đa là 350 Nm ha, và dung lượng pin là 72 kW, cho đi quãng đường đi tối đa là 450 km. Đó, sạc một lần thì xe này sạc một lần, nếu mà sạc nhanh thì từ 8 đến 10 phút thì có thể đạt đến 80% dung lượng pin ha. Cứ 5 phút sạc là đi được 100 km, và sạc thường thì 12 tiếng. Đó. Và phía trước này sẽ có một cái cốp để mình mở cho mọi người xem. Thì cốp nắp capo phía trước thì sử dụng ti đẩy hy lực ha. Do là xe là sử dụng điện nên là không có tấm cách nhiệt đó. Và ở đây sẽ có chữ EV. Và đây là cái hộc để đồ nhỏ, mình có thể đi chợ mình để đồ. Đó. Đây là bộ sạc thường của cái xe Hyundai ha. Trên đây thì sẽ có nước làm mát, nước rửa kính bình thường thôi, và bảng cầu chì, phanh, dầu phanh. Dầu phanh tất nhiên là phải có rồi, và bình ắc quy. Bình ắc quy ha. Còn pin xe thì sẽ nằm ở dưới lườn xe. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Thì hiện tại thì giá xe này vẫn chưa công bố ở Việt Nam. Đó, thì Hyundai chỉ mang cái con này vào Việt Nam để thăm dò thị trường và nhu cầu của khách hàng như thế nào, để ra một mẫu xe phù hợp với khách hàng ở Việt Nam. Đó, thì mình chỉ giới thiệu cho mọi người xem tận mắt cái con xe này ở ngoài thực tế nó như thế nào. Đó, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình, và xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin cảm ơn.